Nghỉ hè chán quá, không gì chơi hết trơn. Thằng Báo. Alo, gì mày? Tụi nó từ sau tổ chức đi Vũng Tàu tắm biển kìa. Mày có muốn đi luôn không? Nhưng mà tao đâu có biết bơi đâu. Trời, đôi gì? Tao dạy mày, một ngày là mày biết bơi à. Ok, vậy chừng nào đi tập bơi được mày? Liền bây giờ luôn nè. Tại đó, tao qua đón mày trong vòng một nốt nhạc. Vậy nha, bye bye. Thằng này gấp ông nội ông ngoại nữa hay gì á. Nhanh gọi. Giờ thì đã hiểu vì sao ai cũng gọi là báo. Lẽ mày ra liền. Giờ thì đã hiểu vì sao ai cũng gọi nó là nhóc. Mày đưa tao đi tập bơi ở đâu vậy? Ở cái ao đầu làng á. Ừ, mày chạy từ từ thôi nha. Mày cứ yên tâm với tao. Trước khi xuống nào, để ta nói lý thuyết trước cho mày giải hình dung. Đầu tiên là tập cánh tay. Tay này đưa cho phía sau và giữ thẳng ở phía trước, đồng thời tay kia đi ra phía sau. Tay này hòa xuống đưa cho phía sau, đồng thời tay kia giữ thẳng ở phía trước. Tay này giữ thẳng ở phía trước, đồng thời tay kia hòa xuống đưa cho phía sau. Cứ thế hai tay trên đồng thời hòa cho đến khi công thấy mệt mỏi thì kết hợp với bài tập chân. Hai chân giữ thẳng đập xuống cây nha, trên này lên trên kia xuống, trên này xuống trên kia lên. Khi nào công thấy lý cho mạnh núi trên đi coi sống là mày thành công. Cơ bản chỉ có vậy. Dính cái quần què gì vậy? Dính cứt bò chứ gì. Sao mày biết? Sau lưng mày kìa. Cái tội dám làm dơ áo tao, tao sẽ cho nó một cước. Nãy giờ tao nói quá trời quá đất hồi đó. Bê nữ coi. Sao giọng mày nó thế quá vậy? Nói con bò nó đó dập mã hai chân cút thôi. Ờ, được. Để tao bơi. Sao ở dưới ao mà có sóng mày? Tao cũng không biết, nhưng nó tới từ hướng này. Chờ tao. Được rồi, chạy đi. Mới á nó cài. Biết vậy mới đòi ra đây tập bơi luôn cho rồi. Sao mới đầu không nói vậy á? Bơi trong ao đỡ tốn mấy chục ngàn mày. Đỡ tốn mấy chục ngàn mà phải tắm nước cứt. Mày đúng báo luôn á báo. Rồi rồi, xin lỗi được chưa? Ra bay đi mày, đừng để chìm như hồi nãy nữa đó. Yên tâm, tao học nhanh lắm, không có chìm lần hai đâu. Ví chay cho chị nhờ xíu.
măng mai bổng thì lúa ta lê ngọt ngào. Một cảm giác sảng khoái như cơn mưa rào xuất hiện giữa mùa hè oi bức. Mày chở tao đi đâu nữa vậy Báo? Thì đi kiếm chỗ khác tập bơi chứ đi đâu. Thôi thôi, tao lại mày Báo ơi. Toàn gặp chuyện cất đái không chưa đủ hả? Mày tin tao một lần cuối, lần này mày chìm nữa thì về. Thôi, về đi. Mày không có sự lựa chọn. Mày đang ngồi trên xe tao và ở trong rừng. Xung quanh đây không một bóng người. Mày bị phải theo tao. Ừ, đành chịu. Đừng lo lắng người anh em, để tao nói cho mày biết, đây được mệnh danh là dòng sông luyện bơi cấp tốc, với một lần nhảy xuống duy nhất là mày có thể bơi như vận động viên chuyên nghiệp. Nhìn con mẹ gì, nhảy xuống. Tao... Không dám nhảy chứ gì, để tao. Tao sợ... Thằng chó, cứu tao. Yên tâm, sông này uy tín lắm. Nhìn bên trái mày đi. Thấy chưa, tao nói mày sẽ biết bơi mà. Tao tự hào về mày. Mày đúng báo lừa báo. Mày đúng báo luôn á báo. Mặc dù tao có hơi ngáo, mặc dù mày có hơi lão hay kiếm chuyện tao nhưng cũng chẳng có sao. Mày đúng báo luôn á báo, anh em mày luôn luôn có tao. Mặc dù tụi kia có dao, thì tao mày sống chết có nhau. Ok, mày lên đi báo, tao chạy trước.